Khan đến đây để học để tăng thêm trình độ nấu ăn của mình. Vì học ở đây rất là vui. Con chọn khóa học này vì con muốn đi học để về có thể nấu ăn cho bố mẹ với ông bà. Con thấy là học thì lúc đầu hơi khó nhưng mà bây giờ không khó. Thì các bạn cho mình vào đây một ít dầu này. Nhìn này mà về nhà làm nhá. Đó. Không, một chảo thôi, nhà mình một chảo, mình rang ít thì mình mỗi bạn rang một ít thì nữa. Mình có nhanh tay gì đó. Nhiều quá, được chưa? Ok chưa? Còn gì cả. Bạn chú ý nhá, mình phải bóp cái trứng vào đây này. Lắc được cái hạt cơm này nó sẽ đều lên như này. Các bạn đưa cái thực phẩm một cái chuyên nghiệp rồi đấy. Thì các bạn chú ý. Đầu tiên các em được học nghề bếp này là mình thấy ghi nhận là rất là tốt, cha mẹ rất là khuyến khích các em. Ở cái chương trình Stop the Cook này mình thấy cái các em mình phải nghiên cứu ra một phương pháp khác hướng dẫn nấu ăn gia đình rất là nhiều. Ví dụ đơn giản thôi, các em nắm bắt về rau thơm, mình cho các em nhận biết tất cả những cái rau thơm của nó, xong mình có một cái trò chơi đơn giản, bịt mắt các em lại và cho các em ngửi này cái vị của rau thơm, các em phải phân biệt được đây là rau thơm gì đó. Cái điều đó là rất quan trọng cho các em. Với lại các em đi học cái lớp này ấy, mình thấy các em ngây thơ mà mình thấy vui và trẻ trung trở lại rất là nhiều.